Xin chào các bạn khán thính giả thân mến Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán Và ngày hôm nay mình xin gửi tới quý vị và các bạn Tập 26 của bộ truyện kiếm hiệp Long Thành Kiếm Tác giả Tuyết Nhạn qua dòng đọc của MC Huy Tấn Nếu mà các bạn thấy hay hãy like vào comment cảm xúc của mình Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 26 của bộ truyện. Lục Nguyên Minh thoáng ngẫm nghĩ, đoạn gật nhẹ đầu nói. Thôi được, ngươi hỏi đi. Quân trung thánh quay xuống dưới đài, chậm rãi nói: "Đây là một biến cố trọng đại của chính nghĩa đoàn. Các vị đều là cào thủ bậc nhất trong tứ đại bộ thuộc, chẳng thể nào không bày tỏ ý kiến. Giờ bổn môn chủ muốn hỏi các vị một điều. Các vị bằng lòng theo chủ nhân huyết bì do bốn vị thiên tôn trưởng lão mới chỉ định, hay là tiếp tục theo bổn tôn chủ?" Dưới đài lập tức tung hô như là sấm động, chúng thuộc hạ xin theo tôn chủ quân trung thánh tươi cười quay sang lục nguyên minh nói <laughs> thật là không may tình thế này rất là bất lợi cho bốn vị thiên tôn lục nguyên minh cười hăng hắc đây hoàn toàn là trong sự tiền liệu của bổn thiên tôn ngươi là kẻ gian xảo tất nhiên là phải có lôi kéo một số đồng bọn trung thành với người nhưng mà không cản trở được kế hoạch đã dự định của bổn chúng thiên tôn đâu Vậy hẳn là bốn vị quả thật là muốn đại khai sát giới, hạ sát tại chỗ tôn chủ cùng mọi người hiện diện phải không? Lục Nguyên Minh buông giọng sắc lạnh. Nếu tình thế bắt buộc, bổn chúng thiền tồn cũng đành phải huyết tẩy nơi này mà thôi. Quân Trung Thánh ung dung. Mọi sự đều có hai khả năng. Rất có thể người khó đạt thành ý muốn. Nếu như kẻ xấu số không phải là thiên tôn chủ cùng tứ đại thuộc hạ. <laughs> vậy chẳng rõ kết quả sẽ ra sao. Lục Nguyên Minh giận quá hóa cười. Ồ, ngươi nói vậy nghĩa là sao? Hay ý người muốn nói là ngươi sẽ cầm đầu bọn họ chống lại tứ thiên tôn trưởng lão? <laughs> ngươi tự lượng có đủ sức hay không? Quân Trung Thánh cười. Bổn tôn chủ đã nói, việc gì cũng đều có hai khả năng. Hôm nay có lẽ giữa chúng ta đã trở thành thế thủy hỏa bất tương dùng Nhất định phải có một mất một còn mà thôi Lục Nguyên Minh rút song kiếm sau lưng sông lên quát Quân Trung Thánh Bồn Thiên Tôn nhường người tấn công trước bà chiều Sau đó trong vòng 10 chiều sẽ lấy mạng người Quân Trung Thánh hai tay xua lìa lịa Đó là mưu kế của người Trước tiên nhường bổn tôn chủ bà chiều sau đó trong vòng 10 chiều lấy mạng tôn chủ. Nếu vậy thì tứ đại bộ thuộc sẽ chẳng dám đứng ra chống đối với các người. Thế là người đã đoạt lấy chính nghĩa đoàn một cách dễ dàng. Lục Nguyên Minh đành giọng. Nếu như người không chịu chấp nhận, bổn thiên tôn sẽ lấy mạng người nội trong 3 chiều thì cũng vậy mà thôi. Quân Trung Thánh bỗng ngửa mặt cười vàng hồi lâu không ngớt. Lục Nguyên Minh tức giận quát lên người cười cái gì thế hả quân trung thánh cố nén cười trước hết bổn tôn chủ phải cam tạ người đã tuyên bố danh tính của bổn tôn chủ trong bao năm qua không ai biết chủ nhân huyết bỉ chính là quân trung thánh này nên như là các người mà âm mưu hại bổn tôn chủ rồi sau đó bảo một người khác là chủ nhân huyết bỉ có lẽ sẽ chẳng có ai hay biết <laughs> nhưng mà đáng tiếc là người đã tính toán sai lầm <laughs> Lục Nguyên Minh cười to Phương pháp tuy khác nhau Nhưng mà kết quả thì vẫn vậy Bởi hôm nay Dứt khoát không thể để cho quân trung thánh người Còn sống trên cõi đời này nữa Quân trung thánh thản nhiên cười Vậy thì thật là đáng tiếc Giá mà quân trung thánh này Có thể tiếp tục sống trên cõi đời Thì sẽ có một ý định rất hay Lục Nguyên Minh có vẻ lý thú hỏi. Ồ, người ngươi có ý định gì? Quân Trung Thánh ung dung chậm rãi nói. Hiện nay, chân trốn giang hổ rất là hỗn loạn. Chính nghĩa đoàn không thể nào điều khiển được nữa. Và lại bổn tôn chủ danh tính đã bị phơi bày. Không còn tiếp tục làm chủ nhân huyết bị được nữa. Nên bổn tôn chủ đành phải sửa đổi chính nghĩa đoàn. Trở thành một môn phái công khai trên giang hồ. Trình đốn lực lượng để sau này tái mưu đồ bá nghiệp. Lục Nguyên Minh cười to, "Trước khi chết mà còn có một giấc mơ đẹp như vậy cũng hay, Ồ, nhưng mà đáng tiếc là người đã đến lúc tận số rồi." Quân Trung Thánh lại ngờ mặt cười vàng, "Thú thật, Bốn tôn chủ chẳng chút mơ tưởng, mà đó là sự thật đã sắp sửa thực hiện." Chẳng những vậy, mà những người còn lại sẽ trở thành bộ tùng của huyết bị tôn chủ chính nghĩa đoàn mới nữa. Tứ thiên tôn hết thầy đầu tức giận đến là oai oái. Độc tâm trúc dùng lục nguyên mình song kiếm vùng lên. Hoàng sát ôn thần trừ cắt thành rút ngay ngọn phán quan bút to tướng trên lưng xuống. Lâm thủ bảo khách tề bất tù vung động song trường lòng bàn tay vụt hiện màu xanh lục. Đôi trùy thiết của hắc bá vương lại càng kinh người hơn. Dơ cao lên toang giáng xuống đỉnh đầu của quân trung thánh. Song lạ thay, trước tình thế giáp công khủng khiếp của tứ thiên tôn, quân trung thánh vẫn ngồi yên bất động, thản nhiên cười nói. Đã muộn rồi. Lục Nguyên Minh trầm giọng quát lên. Hứ, gì mà muộn? Người không bằng lòng vì đã chết quá muộn phải không? Quân Trung Thánh cười đắc ý. Các người đã đồng thủ quá muộn rồi. Hãy thử vận công xem Xem có gì khác lại chẳng Tứ thiên tôn ngẩn người Lập tức hết thầy đầu tái mặt Mồ hôi đầm đìa Binh khí trong tay lần lượt buông thỏng xuống Mọi người đang ngạc nhiên thắc mắc Chỉ thấy lục nguyên mình nhến răng quát lên Quân trung thánh Ngươi, ngươi đã dở trò gì thế hả Quân trung thánh cười hề hề Ồ, hết sức là bình thường Chẳng qua Chỉ là chút độc đủ làm cho các người Tạm mất công lực vào hôn mê một lúc mà thổi Lục Nguyên Minh hậm hực. Bọn ta luôn đề phòng hết sức là cẩn thận. Người đã rời trò ám muội từ lúc nào? Quân Trung Thánh bật cười. Chất độc đã được giải trên bốn chiếc ghế ngồi. Lúc mà các người ngồi xuống đứng lên, đã làm cho chất độc tung bay, hít vào trong nội phủ. Chất độc ấy không mùi không vị. Oh, tất nhiên là chẳng dễ gì phát giác rồi thoáng rừng, buông tiếng cười sắc lạnh nói tiếp. Số mệnh của các người cũng đã được quyết định. bổn tôn chủ sẽ khiến cho các người vĩnh viễn chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của bồn tôn chủ. Không còn nhớ chuyện của quá khứ nữa. Bởi bồn tôn chủ chỉ cần dùng võ công chứ không dùng khối óc của các người. Các người đã được an bài phải làm bộ tùng cho bồn tôn chủ. Vừa dứt lời, chỉ thấy lục nguyên mình, trừ khát thành, tề bất tù, và quách tầm dử lần lượt ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Tây Thiên Thần Ông liền truyền âm nói, Này, uh, Tiểu Long Nhi, hãy chế ngự quân trung thánh, hoặc là nếu cần, cứ giết quách lão tà và phế võ công của bốn đại mà đầu kia. Như vậy chính nghĩa đoàn sẽ không còn gì đáng ngại nữa. Vân Giật Long vội nói, tiền bối nói rất là phải, ta hành động mau lên. Tây Thiên Thần Ông lập tức phi thân liền đài. Vân Giật Long cũng chẳng chút trần trừ, nối tiếp theo sau. Trong động thất, liền tức nhốn nháo cả lên. Quân Trung Thánh trước tiên sững sờ, xong liền buông tiếng cười vàng nói. Thật là không ngờ, hai vị có lẽ chính là Tây Thiên Thần Ông, Tân Mộc Thành và Vân Giật Long. Vân Giật Long giật phăng khăn che mặt ra, rõng ràng nói. Nhãn lực của lão khá lắm, hãy buông tay chịu chói đi thôi ngũ chỉ vừa điểm vừa chộp nhanh như chớp vùng ra. Đồng thời Tây Thiên Thần Ông cũng vùng chỉ tấn công sau lưng quân trung thánh. Hai người toàn lực giáp công, uy thế thật là kinh người. Quân trung thánh cũng chẳng dám trần trừ, vội lách người tạt chéo ra sau năm thước, vừa vặn tránh khỏi thế công của hai người. Đoàn cố cười ung dung nói tiếp. Đánh như thế này, dù trong 300 triệu cũng khó có thể phần cao thấp. Vân Giật Long một chiều bất thành, tức giận quát lên. Không sanh cầm được thì giết. Quân Trung Thánh, trong vòng 10 chiều, vân mộ sẽ lấy mạng của lão. Hiếu trưởng vùng lên, chỉ thấy một vòng xoay ngũ sắc, chậm nhoáng đã biến thành màu tím, phủ ập xuống đầu của quân Trung Thánh. Chẳng những quân Trung Thánh kinh hoàng thất sắc, ngay cả Tây Tiên Thần Ông cũng bật lên một tiếng sừng sốt quân trung thánh trong cơn kinh hoàng vội xoay người nhanh như là gió lùi lại phía bên phải hơn tám thước tuy vậy thế trường của vân Giật long uy lực quá mạnh chỉ nghe lão khẽ hự lên một tiếng lại loạng choạng bật lùi hơn bốn năm bước nữa tây thiên thần ông vội hét to mau hãy cho lão liên tiếp ba trưởng nữa đi nhưng ngay khi ấy đã nghe quân trung thánh cất lên tiếng huýt dài vân giật long đã quyết hạ sát quân trung thánh tại chỗ đâu để cho lão có thời cơ để thở. Viêm Dương thất huyễn trưởng liên tiếp tung ra ba vòng xoay màu tím nối tiếp nhau phủ chụp xuống đỉnh đầu của quân trung thánh. Bọn tứ thiên tôn nằm mê man dưới đất, hơn trăm cao thủ của tứ đại bộ thuộc vì chưa được lệnh nên không ai ra tay trợ chiến. Kể cả tứ đại thị vệ và cựu đại hộ pháp, hết thầy đều đứng yên chờ mắt nhìn. Sau một trường của vân giật lòng, quân trung thánh đã thọ thương không nhẹ vân giật lòng lại liên tiếp tung ra ba trường quân trung thánh tuy là võ công cao cường cũng khó có thể chống nổi Hỗn hồ lúc này lão đã lùi đến sát vách động tây thiên thần ông đã thầm nhủ chỉ cần hạ sát quân trung thánh thì chính nghĩa đoàn sẽ lập tức tàn giã do đó ông cũng tập trung mục tiêu vào quân trung thánh Trước ống điếu sớm đã rút ra cầm tay cũng liên tiếp tung ra ba chiều giáp công với vân giật lòng mắt thấy quân trung thánh đã sắp táng mạng dưới tay của hai người bỗng vân giật lòng và tây thiên thần ông cảm thấy trước mắt hoa lên đồng thời một luồng lực đạo mạnh khôn tả dội vào người trở lại hất hai người ra sau bảy tám bước biến cố quá đột ngột ngay quả tây thiên thần ông cũng chẳng rõ việc gì đã xảy ra đến khi đứng vững lại mới trông thấy một đôi quái nhân thấp bé đã xuất hiện hai quái nhân này cao chừng bốn năm thước xem chừng là một đôi vợ chồng. Hai người trông đã rất già, già đến mức chẳng thể nào đoán được tuổi tác. Họ đều mặc áo vải màu vàng. Người đàn ông đầu bóng nhẫn hệt như là một quả cầu thịt to đỏ, song lại có tròm dầu rất là rậm và dài chấm đất. Đôi mắt bé như là hạt đậu, nhưng mà sáng quắc như là sao trời. Người đàn bà thì tóc bạc phờ và búi cao sau ót. Hai người đều không có bình khí điểm giống nhau là khuôn mặt luôn có vẻ cười. Tuy không cười mà cũng trông như cười. Quân Trung Thánh tuy là nhỏ thó nhưng mà đứng sau hai quái nhân ấy lại trở thành một người khổng lồ. Bởi họ tối đa cũng chỉ đến vài lão mà thôi. Hai vợ chồng quái nhân ấy có đôi tay hệt như là trẻ con. Lúc này đang chậm chậm buông xuống. Qua đó đủ biết là vừa rồi họ đã đón tiếp thế công của Vân Giật Long viêm dương thất huyễn trường của chàng đủ sức đánh tan cả sắt thép. Làm thế nào hai quái nhân này lại đón tiếp một cách nhẹ nhàng như vậy? Hơn nữa lại còn đẩy mình thoái lui đến mấy bước. Bỗng Tây Thiên Thần ông hất hải hét to. Nguy rồi! Ờ, Tiểu Long nhỉ? ta chạy mau! Quân Trung Thánh buông tiếng cười, hồi âm vang dội lại như là thế sấm rền Tây Thiên Thần ông vội nắm lấy tay của Vân Giật Long, hai người theo đường cũ phóng đi nhanh như chớp. May mà cửa động chưa đóng, quân trung thánh mải lo cười và hai vợ chồng quái nhân cũng chỉ mỉm cười lặng thình, không hề có hành động tiếp theo. Hơn trăm người áo đen vì chưa có lệnh của quân trung thánh nên là không ai dám tự ý ra tay ngăn cản. Hai người ra khỏi động thất, những giáp sĩ đứng dọc hai bên đường, tuy là cũng nhốn nháo lại hét ẩm ý. Song thân pháp của hai người quá nhanh như thể ao ảnh, thoáng chốc đã đến bên trong rừng bên ngoài động. Vân giật lòng tay trái bị Tây Thiên Thần Ông nắm lấy, muốn dừng lại cũng chẳng được, không nén được, bèn nói. Lão tiền bối. Nhưng mà Tây Thiên Thần Ông vẫn không dừng bước, chậm giọng nói. Đừng vội hỏi ta, ta đi chút nữa hắn nói. Thế là hai người băng qua rừng, phóng đi một mạch ba bốn dặm đường. Tây Thiên Thần Ông mới dừng lại trong một bãi đá bừa bộn. Vân Giật Long tuy là cũng kinh dị bởi thần công của đôi vợ chồng thấp bé kia, xong có vẻ không hài lòng nói. Lão tiền bối xưng là Tây Thiên Thần Ông, lại tự phụ là vô cô nhân, vô lại giả. Thiên hạ xưng hùng, vậy mà nay chỉ mới gặp hai người lùn, đã khiến cho tiền bối sợ hãi đến thế này. Thật là... thật là... Chàng thật là không thể nào nói được những lời tiếp theo, đành ngừng giọng bỏ dở câu nói. Tây Thiên Thần Ông thản nhiên cười nói. Có lẽ người muốn bảo lão già này khoác lác phải không? Vân Giật Long mỉm cười lặng thình. Tây Thiên Thần Ông nghiêm túc nói tiếp. Lão già này nói ra câu nào lờ đúng câu đó, không khi nào khoác lác. Bằng vào khinh công và kiếm pháp của lão phù, hay lão quái kia cộng với quân trùng thánh cũng chẳng làm được gì. Chẳng qua vì... Vân giận lòng hậm hực. Văn Bối tuy là kém cỏi, song bằng Trích Huyết Kiếm, Ánh Huyết Hoàn cùng Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng cũng chẳng dễ bị thua bại là gì. Tây Thiên Thần Ông như lời chợt nhớ ra nói: "Tiểu Long nhỉ, hãy cho lão phù hỏi điều này trước. Công lực của người dường như bỗng tăng lên gấp bội. Trước kia, Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng của người chưa biến hóa đến giai đoạn thứ bảy, chưa biến được thành màu tím. Nhưng mà bây giờ, vân giật long buông tiếng thở dài não ruột rồi nghiêm nghị nói tiền bối xin hãy khoan hỏi đến điều này tây thiên thần ông nhíu mày việc công lực gia tăng là điều đáng mừng tại sao người lại sợ người ta hỏi vân giật long thở dài bởi đó là một sự kiện thương tâm đắc dĩ tây thiên thần ông ngẩn người đoạn cười lớn à, thôi được rồi không hỏi thì không hỏi, ta đi nào. Vân giật lòng thoáng chào mày. Đi ừ, đi đâu bây giờ? Việc ở đây ta lại bỏ qua thế này hay sao? Tây thiên thần ông lắc đầu. Quân trung thánh bị lục nguyên mình vạch trần mặt thật. Vậy thì lại càng đúng như là ý muốn của y. Người không nghe y nói sao? Y định đổi chính nghĩa đoàn thành một môn phái riêng tử. Bãi bỏ chức vị trưởng lão. Từ này sẽ với mặt thật giữ chức huyết bì tôn chủ. Qua việc y đã học độc thủ bọn tứ thiên tôn cùng sự ủng hộ của tứ đại bộ thuộc, kể như mưu kế của y đã thành công. <laughs> Bất luận lời chính nghĩa đoàn trước đây hoặc là chính nghĩa đoàn đã trở thành một môn phái riêng từ của quân trung thánh sau này, đằng nào cũng là một môn phái hại người cần phải trừ diệt đi. Tây Thiên thần ông thở dài, đó là số mệnh. Với viêm dường trường của người hiện nay, lẽ ra có thể dễ dàng lấy mạng của quân trung thánh và khiến cho chính nghĩa đoàn tàn giã. Ngờ đầu, bỗng dưng xuất hiện đôi tuyết mị. Thật là rắc rối. Vân giật lòng chào mày. Tuyết mị nào? Hay lão quái lùn kia? Tây thiên thần ông gật đầu. Đúng vậy, có lẽ ngươi đã từng nghe nói đến lai lịch của họ rồi chứ? vân giật long lắc đầu văn bối qua lời chưa từng nghe đến bao giờ xin tiền bối chỉ giáo cho hai lão quái đó cư trú trên cao nguyên mặt mễ nhĩ một nơi rất cao và cực lạnh ở cực tây đại mạc Tân cường do đó mới được gọi là tuyết mị ờ, xem chừng họ dường như là một đôi vợ chồng và lão tiền bối hình như là có vẻ e sợ họ Tây Thiên thần ông cười ảo não. Họ đúng là một đôi vợ chồng, người chồng là Dương Mị vì bất bại, vợ là Âm Mị liêu bất phàm, còn như tuổi tác bao nhiêu thì lão phu cũng chẳng rõ. Ờ Văn Bối thấy dường như là Tiền Bối có vẻ sợ họ. Tây Thiên thần ông thoáng đỏ mặt, bảo là sợ cũng được. Thật ra thì kiếm pháp và khinh công của lão phu cũng chỉ có thể tự bảo. Muốn đánh bại họ chẳng phải là dễ. Qua tình hình khi nãy, lão tà có thể đón tiếp ba trường toàn lực của người và hơn nữa con đẩy người thoái lùi mấy bước. Đủ thấy công lực của lão tà quả là bất phàm. Vì vậy, lão phu mới phải lôi người bỏ chạy. Kéo lỡ có bẻ gì thì thật lở khốn. Vân giật lòng cười nhạt. Lão tiền bối, Hắn là hiểu biết rất nhiều về đôi tuyết mỹ ấy. Có thể kể rõ hơn được chăng? Tây Thiên Thần Ông gật đầu. Tuy là chẳng rõ tuổi tác bao nhiêu, nhưng chắc chắn là phải lớn hơn Lão Phù. Lão Phù ở miền Tây Hoàng, nhưng họ lại ở cách Lão Phù đến hơn 4.000 dặm. Muốn đến Mạc Mễ Nhĩ, nơi mà bọn họ cư trú, nội đi qua sa mạc mênh mông, cũng phải mất đến 4 năm ngày trời. Vì vậy, họ rất ít khi rời khỏi mạc mễ nhĩ. Còn về việc Lão Phụ biết họ là vào hồi 50 năm trước. Vân Giật Long ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói. Hồi ở trong Kim Bích Cung, Văn Bối có nghe Lão Triển Bằng nói. Lũng Trung Tứ Quân Tử phải chăng là bốn người có võ công cực cao miền Cam Lương. Hồi 50 năm trước đã hoành hành Cam Lương không ai địch nổi. Nghe đầu dù là cao thủ võ lâm trung nguyên hay là các miền biên thủy hết thầy đều khiếp sợ con đường cam lương không dám đi qua nhưng mà về sau bốn người ấy bỗng dưng mất tích có lẽ cho đến nay vẫn còn là một điều bí ẩn tây thiên thần ông gật đầu đúng vậy họ đã chết dưới tay của đôi tuyết mị hồi năm năm trước chết một cách hết sức là lì kỳ mãi đến nay lão phù vẫn còn cảm thấy ớn lạnh vân giật long tò mò hỏi chẳng hay ly kỳ như thế nào. Xin lão tiền bối kể rõ nghe xem. Tây thiên thần ông trầm ngâm một hồi rồi nói. Đó là một đêm thù hồi 50 năm trước. Lũng trùng tứ quân tử có hẹn với một tên cự mà vùng biển trại để mà giải quyết một mối hiểm khích tại Bạch Long thôi. Lão Phu tình cờ đi qua gặp phải sự kiện ấy. Vân Giật Long bỗng hỏi. Và tiền bối đã can thiệp vào phải không? Tây Thiên Thần Ông lắc đầu cười. Lão Phu đâu có nhã hứng đến vậy. Lão Phu ít khi nào bận tâm đến những cuộc xung đột tầm thù trên trốn giang hồ. Song vì danh tiếng của lũng trông tứ quân tử cùng với tên cự mai biên trại kia quả là to tát. Lão Phu bèn nấp vào gần đó và bàng quan. Tên cự ma biên trại kia là ai vậy? hy là nhất chỉ truy hồn lộ trường rào. hoành hành vùng thiên nam danh tiếng còn vang lừng hơn cả lũng trùng tứ quân tử tên cự mà đó cực kỳ tàn ác người nào đụng phải tay y chẳng những không một ai còn sống sót mà còn chết một cách rất là thê thảm không vỡ sọ thì cũng đổ ruột chưa từng để lại một tử thi được nguyên vẹn còn như lũng trùng tứ quân tử cùng y đã vì sao kết thù thì Lão Phu chẳng rõ. Lúc mà Lão Phu gặp họ thì cuộc chiến đã sắp sửa diễn ra. Vân Giật Long thoáng trao mày nói. Vậy thì có liên quan gì đến âm dương song mị? Chả lẽ họ cũng có mặt đại đó ư? Ừ? Tây Thiên Thần Ông gật đầu lìa lịa. Đúng vậy, Lão Phu vừa ẩn nấp không lâu thì âm dương song mị đã xuất hiện. Hai người đứng không xa, khoanh tay đứng nhìn lũng trung tứ công tử và nhất chỉ truy hồn đâu biết đôi sát tình ấy. Nhất chỉ truy hồn tính rất là kiêu ngạo, vừa trông thấy âm dương song mị liền quát tháo xua đuổi họ. Đôi sát tình ấy đâu đời nào chịu để người quát tháo như vậy. Âm mị liễu bất phàm lập tức tung ra một trường có làn xương trắng lờ mờ, rồi thì nhất chỉ truy hồn ngã gục ngay. Mà kể cũng lạ, nhất chỉ truy hồn vừa ngã xuống đất, người liền thu nhỏ sau cùng chỉ còn như là người tí hon cỡ chừng nửa thước y phục lỏng rời ra hết trở thành một cái sắc bé tí đồng cứng vân giật long kinh ngạc đó là võ công gì vậy theo như âm mị nói ra thì đó là âm cực huyền công lũng trung tứ công tử ấy biết điều đã gặp phải cao nhân bèn tỏ ra hết sức là cung kính với âm dương song mị lúc đầu thì âm dương song mị như là có ý không buông thảo họ. Nhưng mà lão đại trong lũng trung tứ công tử. Đã bất cần lỡ nói một câu. Lỡ nói câu gì? Y đã khỏe khoang. Chưa từng gặp địch thủ nơi miền Càm Lương. Là người đứng đầu trong giới hắc đạo. Vân giật lòng lấy làm lạ. Chính vì câu nói ấy. Mà âm dương song nhị đã giết họ ử. Tây thiên thần ông gật đầu. Dường như là âm dương song mị rất là căm ghét hai tử hắc đạo. Thế là Đại Mạc vì bất bại đã cười hề hề và nói, các người đã là đầu sỏ của giới hắc đạo, như vậy thì hãy theo về với giới hắc đạo của các người đi. Liên thì vùng song trưởng lên, cũng giống như là trưởng lực của âm mỹ. Chỉ thấy một làn xương trắng phủ trùm lấy lũng trùng tứ quân tử. Thật là tội nghiệp cho bốn đầu sỏ của hắc đạo, một thầy sưng hùng ở vùng lũng trùng, cũng bị thù nhỏ như là nhất chỉ trùy hồn, biến thành một cái xác bé tí đồng cứng. Vân Giật lòng ngạc nhiên, chẳng lẽ họ không hề phản kháng sao? Tây Thiên Thần Ông nhách môi cười. Một khi trưởng lực của âm dương song Mỹ đã tung ra, thì không còn kịp phản ứng nữa. Phải xuất thủ trước họ, thì mới mong khỏi bị biến thành xác đồng. Nếu mà không nhờ vậy, e rằng Lão Phu đã tòi mạng dưới tay của bọn họ. Từ 50 năm về trước rồi Vậy là tiền bối đã từng giao thủ với họ rồi ư ừ? Tây thiên thần ông cười hề hề <laughs> Thú thật Ở lúc bấy giờ Lão phu không hề có ý giao thủ với họ Chẳng qua Vì họ đã phát hiện ra lão phu Bắt buộc phải ra mặt đó thôi Vân giật Long chào mày Sao tiền bối lại bị lộ hành tung vậy Tây thiên thần ông lắc đầu Đành rằng lúc ấy võ công của Lão phu kém bây giờ nhiều, nhưng mà cũng chẳng nhiều lắm. Khi mà trông thấy kỳ cùng của Âm Dương Song Mị, Lão phu đâu có dám lên tiếng, vậy mà vẫn bị họ phát hiện đủ thấy thị lực và thính lực của họ lợi hại biết giường nào. Lão tiền bối, thật ra có giao thủ với họ không? Tây Thiên thần ông gật đầu, "Thất nhiên là có." lão già này tính nết vốn cũng rất là ương ngạnh, đã bị bọn họ phát hiện cũng có phần bất phục. Thế rồi, một lời không hợp lập tức động thủ. Lão phu đâu có để cho họ có cơ hội xuất thủ. Bằng vào khinh công tuyệt đỉnh và kiếm pháp nhanh nhẹn, lão phu đã đấu với họ khoảng trăm chiêu. May mà lúc ấy phương pháp dĩ tính chế động của lão phu cũng đã có một chút thành tựu. Nhờ vậy, mới khỏi bị họ biến thành người bằng. Vậy là đôi bên đã bất phân thắng bại ư? Ừ. Tây thiên thần ông thoáng đỏ mặt. Cũng có thể nói là như vậy. Nhưng mà nghiêm trình mà nói thì Lão Phu đã kém thế hơn. Đôi quái vật ấy dường như đã luyện thành kim càng bất hoại trì thể. Lúc bấy giờ Lão Phu có chém chúng họ mấy nhát kiếm, xong họ chẳng bị hề hấn gì. Giờ đây sau 50 năm, công lực của họ dường như càng cao xa hơn nhiều. Theo lẽ, Viêm dương thất huyện trưởng của người là môn tuyệt học trí dương trí cường, khắc tinh của âm cực huyền công. Nhưng mà qua tình hình vừa rồi, dường như không khắc chế được họ. Vân Giật Long chào mày. Quân Trung Thánh đầu độc bọn tứ thiên tôn và tuyên bố sẽ dùng phương pháp di thần dịch trí để mà khiến họ trở thành bộc tùng. Điều ấy có lẽ leo nói khổng hòa. Cộng thêm sự có mặt của âm dương song mị, thế lực của chính nghĩa đoàn giờ đây quả là rất lớn mạnh. Nếu mà quân trung thánh muốn thu phục thiên hạ, chẳng phải là điều khó khăn. Chỉ nội tứ đại thị vệ và kiều đại hộ Pháp cũng đủ khiến cho võ lâm giang hồ điên đầu rồi. Tây thiên thần ông gật đầu. Quả đúng như vậy. Tuy nhiên, đó là quân trung thánh đang đùa với lửa. Nếu bất cần, rất có thể sẽ bị lửa thiêu thần. Vân giật lòng ngạc nhiên. Tiền bối nói như vậy nghĩa là sao? Âm dương song mị tuy là nhân vật của giới tả đạo, song hành vi của họ luôn ở giữa chính và tả. Mặc dù chẳng hiểu vì lẽ gì, họ đã về cùng với quần trùng thánh. Song tất nhiên là phải có nguyên cớ chỉ đó. Bởi quân trùng thánh dứt khoát không thể nào điều khiển được âm dương song mị. Vân Giật Long thoáng không đồng ý. Quân Trung Thánh sao quyệt đa miểu? Lão chỉ cần lợi dụng họ một thời gian nào đó là đủ khiến cho giới võ lâm giang hồ điên đảo rồi. Tây Thiên Thần Ông gật đầu. Lão Phù cũng biết vậy. Nhưng Lão Phu không lo lắng về điều ấy. Bởi Lão Phù đã có cách hàng phục đôi quái vật ấy rồi. Vân Giật Long lấy làm thú vị. Chẳng hay Lão Tiền Bối đã có cách gì vậy? Tây Thiên Thần Ông nhuyễn cười. Lão Phù vừa nhớ ra một người còn quái dị hơn và khắc chế được âm dương song mỹ. Và quái nhân ấy lại là bạn thầm rào của Lão Phù. Vân Giật Long mừng rỡ. Vậy người ấy hắn là võ công rất là cao thầm. Tây Thiên thần ông lắc đầu. Ở thực tế thì hoàn toàn trái ngược. Người bạn quái dị ấy của Lão Phù có lẽ không hề biết một chút võ công. Vân Giật Long kinh ngạc vậy thì làm sao hàng phục được âm dương song mỹ tây thiên thần ông nhẹn cười mặc dù người ấy không biết võ công nhưng mà nói ra lời gì âm dương song mỹ cũng đều biết hết sức là tình phục có thể khiến cho hai lão quái vật ấy thay đổi tất cả do đó chỉ còn cách là tìm được y đến nơi đây thì mới có thể xoay chuyển được tình thế vân giật lòng vội nói Vậy danh tính của vị quái nhân ấy là gì và hiện tại đang ở đâu? Tây Thiên Thần Ông nhíu mày. Lão Phu cũng đang đau đầu về điều ấy đây. Y tên là Mạc Học Văn, tự hiệu là Tây Hoang Tán Nhân. Quanh năm ngao du khắp miệng Đại Mạc, có thể kể là một hàm sĩ bất đắc dĩ. Vân Giật Long chào mày. Từ đây đến Tây Hoàng, đi về nhanh nhất cũng phải đến một tháng trời trong khoảng thời gian ấy. Còn có hai điều khó khăn nữa. Thứ nhất, y hành tung vô định. Muốn tìm y trong vùng Tây Hoàng rộng hàng mấy ngàn dặm cũng đủ phải là dễ. Thứ hai, Mạc Văn Học đã từng thề không bao giờ tái chân bước vào trùng Nguyên. Cho nên, dù có tìm gặp, thì y cũng chưa chắc đã chịu đến đây. Vân giật lòng trao mày. Vậy là niềm hy vọng cũng hết sức là mong manh. Tây Thiên Thần Ông cười ảo não, nhưng mà lão phù có một cách rất có thể sẽ làm cho y bước chân vào Trùng Nguyên. Vân giật Long vỗ tay nói, à, suýt tí nữa thì quên những con chim bằng của Đại Mặc Bằng Thành sử dụng vào dịp này thật là đúng lúc. Lão tiền bối hãy cưỡi lấy một con mà đi sẽ nhanh hơn nhiều. Tây Thiên Thần Ông cười hề hề. À cũng được. Ôi, thật là không ngờ lão phu này vào Trung Nguyên tưởng là sẽ tìm được thuốc mọc dầu, thuốc chẳng tìm được mà lại chuốc lấy những điều phiền toái thế này. Vân Giận Long vội lái sang chuyện khác. Văn bồi nhớ, dường như là tiền bối có nhận một nghĩa tử và một nghĩa nữ có phải không? Tây Thiên thần ông cười bí ẩn. À, đúng vậy, lão phu cũng đang định đưa người đến gặp chúng đây. Thôi, à, ta đi nào. Vân Giật Long vội nói Hãy khoan Tuyên bối có hứa sẽ giúp vạn bối Tây Thiên Thần Ông cười tiếp lời Giải cứu cho quân mộ hòa phải không Ờ chẳng giấu gì người Lão Phù đã cứu thoát quân mộ hòa từ lâu Và hiện đang ở cùng với hai đứa con nuôi của Lão Phù Chưa dứt lời Đã cất bước bỏ đi Vân Giật Long lòng mừng khấp khởi Cũng vội vã nối gót theo sau Tây Thiên Thần Ông dọc bước theo chân núi Thái Sơn, phóng về hướng đông. Vượt qua mấy dặm đường, đến ngọn đồi cây cối um tùm. Loáng thoáng trông thấy một ngôi miếu tường đổ ngói xanh trong rừng. Xong đến cạnh rừng, thì Tây Thiên Thần Ông bỗng dừng lại. Vân Giật lòng bèn lấy làm lạ hỏi. Lão tiền bối, sao không đi tiếp nữa? Ngôi miếu kia... Tây Thiên Thần Ông lắc đầu. Lão Phù có vài điều cần phải nói rõ với người trước. Vân Giật Long vội nói, hãy khoan, dường như trong rừng có người. Tây Thiên Thần Ông cười, nếu luận về thể lực và thính lực, có lẽ lão già cũng chẳng kém hơn người là bao. Lão Phu không nghe, thì sao người lại nghe được? Còn như có người, thì cũng là ở trong miếu ngồi rừng này có rất nhiều khỉ. Có lẽ người đã nghe lầm rồi đấy lúc này đang vào khoảng canh tư, chỉ còn tiếng gió xào xạc cùng với tiếng côn trùng nỉ non. Vân giật lòng thoáng trao mày nói. Lão tiền bối, xin hãy nói đi. Tây thiên thần ông cười hề hề. Vị cô nương quân mộ hòa hiện đang ở trong miếu kia cùng với hai đứa con nuôi của lão phù. Sau khi giao nàng ta cho người, lão phủ sẽ tức khắc trở về Nam Hoàng để mà tìm mạc học văn để mà tìm cách đưa y vào trung nguyên một chuyến để đối phó với âm dương song mị sẽ gặp rất nhiều vấn đề chứ không phải là điều nhỏ nhặt vân giật long vội nói lão tiền bối giàu lòng hiệp nghĩa văn bối vô cùng kính phục và cảm kích tây thiên thần ông cười lão phù xin nhắc lại một việc cũ dường như trước đây người có chấp nhận lão phù một điều kiện Vân Giật Long nghiêm túc. Vâng, bất luận là điều gì, chỉ cần lão tiền bối dặn bảo, vạn bối nhất định sẽ tuần hành. Tây Thiên Thần Ông thoáng ngẫm nghĩ. Lẽ ra, lão phu cũng chẳng muốn nói ra trong lúc này. Vốn định chờ đến khi diệt trừ xong chính nghĩa đoàn mới nói. Nhưng mà tình thế hiện nay đã khác. Để lâu, e sẽ gặp nhiều rắc rối. Vân Giật Long ngơ ngẩn. Thật ra là có việc gì? Lão tiền bối, sao mà cứ ấp úng mãi vậy? Tây thiên thần ông đưa tay sờ cầm. Kể ra thì cũng rất là rông dài. Lão phu lần này vào trung nguyên, cố nhiên là vì để tìm kiếm thuốc mọc dầu. Nhưng mà ngoài ra cũng còn một nguyên nhân khác nữa. Lão phu này tuổi đã cao, làm sao khỏi cảm thấy cô đơn. Nên là định tìm một truyền nhân trong giới trẻ xuất sắc nơi trung nguyên. Kết quả là Lão Phu đã cùng một lúc gặp được hai người. Lão Phu đều hết sức là mến thích và họ lại là một đôi huỳnh muội. Hơn nữa, họ còn bằng lòng nhận Lão Phu làm nghĩa phụ. Vân Giật Long xen lời. Xin thành thật chúc mừng Lão tiền bối. Tây Thiên Thần Ông vội xô tay. Khoan vội chúc mừng. Lão Phu còn chưa nói hết kia mà. Nghĩa nữ của Lão Phu rất là xinh đẹp. Lòng dạ cũng hết sức là lường thiện. Nhưng mà lại yêu một người thanh niên Vậy thì càng chúc mừng lão tiền bối hơn nữa Chiều người thanh niên ấy làm nữ tế Đưa về Tây Hoàng Vậy là xong chứ gì Tây thiên thần ông tùm tỉm cười à, Ý kiến này rất là hay Nhưng mà chỉ sợ người thanh niên ấy không bằng lòng Vân Giật Long buột miệng Có một vị nhạc phụ như là lão tiền bối Cùng một vị cô nương xinh đẹp hiền lành người thanh niên kia mà không bằng lòng thì quá ư ừ là ngu ngốc tây thiên thần ông cười phá lên <cười> vậy thì hay quá người có biết người đó là ai không vân giật lòng giật mình văn bối làm sao mà biết được lão tiền bối chúng ta hãy vào trong miếu rồi hắn nói tiếp tây thiên thần ông hai tay xua lìa lịa người đừng có mà đánh chống làng lão phu phải nói rõ với người hết mới được Người đó chính là người. Nghĩa nữ của Lão Phu rất là ngoan cố. Nhất quyết đòi làm vợ mỗi mình người mà thôi. Vân Giật Long sững sờ. Là văn bối ử. Vậy... Tây Thiên Thần Ông nghiêm giọng Người có bằng lòng hay không, Lão Phu chẳng cần biết. Người đã hứa với Lão Phu rồi. Bây giờ, dù muốn hay không, người cũng phải chấp nhận mà thôi. Vân Giật Long dậm chân, không thể được, văn bối không thể nào chấp nhận được. Tây Thiên Thần Ông biến sắc mặt. Sao? Người không chấp nhận ư? Ừ. Vân Giật lòng thở dài. Đó là vì... Vì... <laughs> vì sao? Thật là chẳng giấu gì lão tiền bối. Bởi vì vạn bối đã có đính hồn rồi. Tây Thiên Thần Ông sửng sốt. Người đừng có viện cớ lý do mà thối thác theo như lão phù được biết, ngươi chưa có đinh hồn bao giờ. Vân Giật Long nghiêm nghị. Việc vãn bối đã gia tăng hàng trăm năm công lực, dường như chưa kể với lão tiền bối có phải không. Tây Thiên Thần Ông có vẻ ngượng ngượng. Ở thú thật, đó chính là điều thắc mắc lớn nhất của Lão Phù và cũng là điều Lão Phù rất là nóng lòng muốn biết. Vân Giật Long khẽ buông tiếng thở dài, đoàn bèn thuật lại cuộc gặp gỡ với kim thủ ngọc nữ và sau đó là kim thủ bà bà. Tây thiên thần ông không ngớt dậm chân, không chờ cho Vân Giật Long dứt lời, đã thở dài nói. Vậy thì quả là rắc rối. Lão già này chưa bao giờ gặp phải một điều khó xử đến vậy. Vậy, um, vậy lão phu phải biết làm sao đây? Vân Giật Long thở dài nói. Nếu là việc gì khác vắt bối dẫu phải dấn thân vào dầu sôi lửa bỏng muôn thác cũng chẳng chối từ còn riêng việc này đành xin lão tiền bối lượng thứ cho bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên nghĩa phụ bất tất phải khổ tâm đến như vậy tấm lòng của lão nhân già đã dành cho nữ nhi đủ khiến cho nữ nhi cảm kích lắm rồi Rút lời một thiếu nữ áo trắng từ trong rừng tha thướt bước ra vân giật lòng sửng sốt kêu lên là nhạc cô nương đó ư ừ. Thiếu nữ áo trắng đó Chính là nhạc phụng linh Tây thiên thần ông hết là gãi cầm Lại gãy đầu nói Hận <laughs> linh nhỉ? Nghiệp phụ thật là có lỗi với người Đã không lo liệu xong việc cho người Có lẽ Người cũng đã nghe hết tất cả rồi uhm, Thật là chẳng còn cách nào hơn Nhạc phụng linh mặt nghiêm nghị Bình thản nói nữ nhi không án trách nghĩa phụ Đầu đó là số mạng. Vân giật lòng ấp úng. Nhạc cô nương, tấm lòng yêu thương của cô nương, tại hạ hết sức là cảm động. Nhưng... Nhạc phụng linh khoát tay. Không hề gì đâu. Ca ca, hãy mau cùng nghĩa muội ra đây đi. Không cần phải nấp nữa đâu. Hãy giáp mặt nhau, thẳng thắn nói rõ hơn đi. Lập tức có tiếng bước chân vang lên, Nhạc Phụng Hùng và quân mộ Hòa cũng từ trong rừng bước ra. Vân Giật Long vội tiến tới, vòng tay nói. Nhạc Huynh vẫn mạnh khỏe chứ? Ờ, Hoa Muội, hắn là cực khổ nhiều rồi. Nhạc Phụng Hùng ra chiều sảng khoái, vòng tay đáp lễ. Uh, vâng, uh, rất khỏe. Vân Đại Hiệp đã vì nghĩa mà cứu giúp cả cửu trùng thiền. Nhạc mẫu vẫn luôn khi gác trong lòng. Quân mộ hòa lạnh lùng nói. Phải, tôi quả là chịu thấy rất là nhiều cực khổ. Quân trung thánh căm hận tôi thấu xương, đinh tâm xử tử tôi. Lẽ dĩ nhiên, đời nào lại đối xử tốt với tôi. Nếu không có nghĩa phụ cùng với Hùng Ca và Linh Tỷ giải cứu, có lẽ bây giờ cũng còn bị chúng treo ngược trong thủy lao. Vân Giật Long đỏ mặt tía tài, lặng thinh một hồi lâu mới nói. Hòa muội cũng đã nhận lão tiền bối làm nghĩa phụ rồi ư. Ừ. Quân mộ hòa giọng lạnh lùng. Có gì không ổn chăng? Tôi không phải họ quân. Tôi căm thù cái họ ấy. Kể từ nay tôi mang họ tần. Tần mộ hòa. Vân giật lòng lúng túng. <laughs> hoa muội hoa muội rất là nói đúng. Tần mộ hòa đành giọng. Chúng ta đừng xưng hô huynh muội nữa. Tôi cũng như là linh tỷ. Đầu không xứng đáng với Vân Đại Hiệp. Quan hệ giữa chúng ta đến đây là dứt. Rất đoàn cùng nhạc phụng linh nắm tay nhau đi vào rừng nhạc phụng hùng ái ngại đưa mắt nhìn vân giật lòng khẽ buông tiếng thở dài đoàn cũng nói gót theo sau vân giật lòng ngượng ngùng cất tiếng gọi nhị vị cô nương hãy khoan tây thiên thần ông cũng trầm giọng nói ở ờ, này Hãy người đi đâu vậy có biết nghĩa phụ ờ? nhạc phụng linh chứng bước nói chúng nhi nữ biết rồi nghĩa phụ ký yên tâm ra đi chúng nữ nhì sẽ thay đổi cư trú ở mấy nơi mà Nghĩa Phụ đã chỉ định, chờ Nghĩa Phụ trở về. Tây Thiên Thần Ông trao mày. Ờ, các người chớ có mà nghĩ quần, mà làm điều dại dột Hùng nhỉ, ngươi hãy luôn để mắt đến bọn họ, nghe chưa? Nhạc Phụng Linh và Tân Mộ Hoa cười to, đồng thanh nói. Nghĩa Phụ quá lo xa rồi, chúng nữ nhì đâu có dại dột đến như vậy. Và lại, có đại thù chưa báo, phải chờ Nghĩa Phụ quay về, đều cùng tiêu diệt chính Nghĩa Đoàn. Rồi sau đó... Tây Thiên Thần Ông la tỏ. sau Sau đó thì sao? Nhạc Phụng Linh cười lạnh lùng. Cõi đời này tàn nhẫn và bạc bẽo quá. Khi nào diệt trừ xong chính Nghĩa Đoàn, chúng nữ nhì sẽ cùng Nghĩa Phụ về miền Tây Hoàng. Suốt đời hầu cạnh lão nhân già, không bao giờ trở về Trung Nguyên nữa. Tây Thiên Thần Ông hài lòng. "Hay, hay lắm, vậy mới ngoan chứ." Vân Giật Long còn định nói gì nữa, song Nhạc Phụng Linh ba người đã nhanh chóng bước vào trong rừng mất dạng. Tây Thiên thần ông vẻ mặt trầm ngâm, chậm rãi nói: "Xem ra, số mạng của lão già này cũng chẳng đến nỗi tệ lắm. Bây giờ lại có thêm một cô con gái nuôi nữa. Sau này cả hai nghĩa nữ và một nghĩa tử bên cạnh sống chung." vậy cũng không đến nỗi nào. <laughs> Vân giật lòng thở dài lặng thình, không biết nên vui hay là buồn. Tây thiên thần ông cười nhạt. Điểu lòng nhì, đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Đời người vốn là một giấc chiêm bao, và lại tất cả đều do định số đã hàn bài. Thôi thì hãy để cho nó qua đi. Đoạn bước tới hai bước, nói tiếp. Tình thế này rất là nguy cấp, lão già này bắt buộc phải đi một chuyến đi Tây Hoàng. Có lẽ người sẽ trở về thành dương lãnh phải không? Vân Giật Long vội đáp. Vâng, trước hết văn bối sẽ trở về Kim Bích Cung, rồi sau đó sẽ đến thành dương lãnh ngay. Nhưng mà nhạc giao huynh muội và quân Tân uh, tần cô nương Tây Thiên Thần Ông nhẹn cười. Người khỏi phải nhọc tâm, Lão Phu đã tìm cho họ bà nơi rất là kín đáo và an toàn, chỉ cần họ cư trú đúng theo lời cằn dặn của Lão Phù, đảm bảo không có việc gì đâu. Vân giật lòng lòng vô cùng nặng trĩu trí tung hoành thiên hạ chưa thỏa, huyết thù chưa báo, nay lại rơi vào những tình cảm nữ nhi rắc rối này thế này. Đám chìm trong suy tư lại nghe Tây Thiên Thần Ông nói tiếp. Tiểu Long Nhi, người làm sao thế hả? Lão Phu đi đây. Vân Giật Long bừng tỉnh vội nói. Lão tiền bối, hãy khoan, để ván bối cùng lão tiền bối đi mượn một con chim bằng. Tây thiên thần ông lắc đầu rồi nói. <laughs> chuyện cô nương đã từng được lão phu cứu thoát khỏi chính nghĩa nhài. Mượn một con chim bằng có lẽ không thành vấn đề. Người phải trở về kim bích cùng kia mà. Chúng ta phải chia tay nhau tại đây thì hơn. Vân giật long gật đầu. Lão tiền bối hãy thận trọng. Ờ, nhưng mà rồi chúng ta sẽ gặp nhau tại đâu? khi mà mời được mạc lão tiền bối, tiền bối sẽ đến đầu trước. Tây thiên thần ông xua tay. Cũng uh, chưa biết chừng, rồi đây lão phu sẽ tìm gặp người mà thôi. Chưa dứt người, loáng cái người đã mất dạng. Lúc này trời đã hừng sáng, vân giật lòng ngước mặt nhìn trời, lòng vô cùng cảm khái. Bao nhiêu cảm giác chua ngọt đắng cay ngập trong lòng, nhất thời chẳng phân biệt được mùi vị gì. Sau cùng, Trang kéo lê từng bước chân nặng chiếu đi về phía trích huyết cốc. Xong vừa đi được vài trượng, bỗng chàng nghe thấy tiếng chuông thân quen từ xa vọng đến. Bất giác, lòng vô cùng kích động. Bởi đó chính là tiếng chuông của truy hồn linh mã, hồng ảnh. Vân giật lòng bỗng nghe tiếng linh mã, lòng mừng khôn xiết, lập tức phóng nhanh về phía vang lên tiếng chuông. Trường hơn 30 trượng đã thấy hồng ảnh dáng vẻ uy nghi như xưa, cũng đang lao nhanh về phía chàng. Trong thoáng chốc người và ngựa đã đến gần nhau. Vân Giật Long không ngớt âu yếm vuốt ve cổ linh mã, lầm bầm nói. Hồng ảnh, ta biết người đã phải chịu cực khổ nhiều. Không bao giờ ngã quỵ bởi chút thương thế soàng sinh ấy. Có đúng không nào? Chúng ta, hắn còn rất là nhiều gánh nặng trên vai. Cần phải tiếp tục tiến tới. Ta có thể cam đoàn với người. Kể từ nay, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Hồng ảnh như là nghe hiểu, không ngừng cọ đầu lên người chàng, ra chiều hết sức là chiều mến. Vân Giật Long vuốt ve từ đầu ngựa đến lưng rồi đến bụng. Chàng sợ đúng một vết sẹo to cỡ đồng tiền, đã lành lại từ lâu. Bỗng một tiếng nói vọng vào tai. Tiểu cung chủ, lão huyết bà, xin khấu kiến. Vân Giật Long mải mê vuốt ve linh mã, đã quên mất người cùng đến đây là huyết bà bèn nhẹ khoát tay ngăn cản huyết bà hành lễ rồi hỏi. Bà một mình dẫn linh mã rời khỏi kim bích cùng làm gì vậy? Bà vội đáp. Lão nổ chính là mang linh mã cho cung chủ. Bởi kim bích cùng đã được tin. Biết cung chủ hiện đang có mặt tại Thái Sơn. Vân giật Long chào mày. Chả lẽ các người không nghe nói bổn cung chủ định trở về kim bích cùng một chuyến hay sao? và lại trong Thái Sơn đầy dẫy nguy cơ, tại sao bà lại đưa linh mã mạo hiểm như này? Huyết bà vội khom mình nói, Lão nô biết tội, nhưng đó là ý của lão triệt bằng. Ông ấy biết cung chủ bận rất nhiều việc, không muốn cung chủ trở về Kim Bích cùng mất thời gian, nên mới bảo lão nô mạo hiểm đưa linh mã đến cho cung chủ. Vân Giật Long khẽ thở dài. Ờ, thôi được rồi. Bốn cung chủ không về Kim Bích cùng nữa. Bà cũng mau quay về đi. Huyết bà thấp giọng Lão nô xin tuân mạng. Và còn... Còn gì nữa? Huyết bà thoáng tần ngần. Lão truyền bằng bảo. Nếu như cung chủ cần người, cứ việc điều động thuộc hạ trong cung. Bởi cung chủ cũng hiểu rất là rõ. Cho dù Kim Bích Cung chỉ còn lại mỗi mình lão triển bằng, thì cũng vẫn kiên cố như là thành đồng lũy sắt. Tuyệt đối không bao giờ xảy ra điều bất chắc. Vân Giật Long gật đầu. Bốn cung chủ biết điều ấy. Khi nào thật cần thiết, bốn cung chủ sẽ cho trình bằng báo tin. Mọi người chỉ việc ở yên chờ lệnh là được rồi. Thôi, bà về mau đi. Huyết bà khoan mình thi lễ, thấp giọng nói lão nô tuần mạng xin công chủ hãy bảo trọng lão nô xin cáo lùi đoàn quay người phóng đi nhanh thoáng chốc đã mất dạng trong làn sương sớm vân giật lòng lòng đầy cảm khái buông tiếng thở dài vỗ vỗ cổ ngựa khẽ nói hồng anh ta hãy đi bằng thành nào đoàn tung mình lên yên cho ngựa chậm rãi bước đi xuống thái sơn sau giờ thìn thì Vân Giật Long đã rời khỏi khu vực Thái Sơn, đến một con đường nhỏ đi về hướng Nam. Chàng vốn có thể theo đường cao quan mà đi, song bởi không muốn gặp những người trong giới võ lầm nhận biết Bạch Kiếm Linh Mã, cùng với bọn tay sai chính nghĩa đoàn. Do đó, chàng tha bộc vòng mà đi. Truy hồn Linh Mã vốn là thiên lý thần cầu, nếu mà thật sự phóng đi hết tốc lực, cũng chẳng kém gì chim bằng trên không. Vì ban ngày ban mặt, Vân Giật Long không muốn phi ngựa quá nhanh, kéo làm kinh hãi người đi đường. Cho nên chỉ cho ngựa phóng đi với tốc độ trung bình. Gần đến giờ ngọ, chàng đang băng qua một bãi thảo nguyên hoang vắng, bỗng thấy một lão bà đang chậm chạp đi giữa đường. Vân Giật Long vội giật cường, định cho ngựa vòng qua lão bà với khoảng cách xa để mà khỏi gây tai nạn. Ngờ đầu lão bà lại ngoắc tay nói, Vân Cung Chủ đó phải không? xin hãy chờ chốc lát. Vân Giật Long vô cùng ngạc nhiên, vội ghim cương ngựa dừng lại nói. Bà lão, sao lão biết kẻ này là Vân Cung Chủ? Bảo dừng lại có việc gì? Lão bà cười hề hề nói. À, chỉ cần trông thấy con ngựa trắng này cùng với thanh bạch kiếm mang ở trên người là lão nhân đoán được ra ngay. Hơn nữa, từ Thái Sơn đến Hàng Châu, nếu mà đi bọc vòng chắc chắn phải ngang qua đây. Lão thần đã phải chờ đợi hơn một giờ rồi. Vân Giật Long càng thêm ngạc nhiên. Lão bà chờ Vân Mỗ làm gì? Lão bà mỉm cười. Lão thần đã phụng mệnh chủ nhân, mời Vân Cung Chủ đến gặp. Vân Giật Long nhíu mày. Quý chủ nhân hiện đang ở đâu và đại danh là gì? Vì sao lại bảo Vân Mỗ đến gặp? Có thư từ gì hay không? Lão bà bí ẩn cười. Vân Cung Chủ hỏi quá nhiều. Chủ nhân của Lão Thần hiện đang ở tại khu mộ địa cách đây chừng một dặm về phía trái. Còn giành tính thì xin Vân Cung Chủ hãy thứ cho. Lão Thần không thể nói ra được. Bởi tệ chủ nhân đã có căn dặn Lão Thần không được tiết lộ giành tính. Chỉ cần nói là từng là bạn cũ của Vân Cung Chủ là được rồi. Vân giật lòng ngẩn người. Bạn cú ừ. Bảo lão bà ở đây chờ vân mỗ. Ngay cả thư từ cũng không có ư? Ừ. Lão bà lắc đầu. Không có. Tại chủ nhân bảo lờ không cần đến thư từ. Khi nào gặp nhau sẽ nói rõ với vân cùng chủ. Vân giật lòng ngẫm nghĩ một lúc. Đoạn cười lạnh lùng nói. Hãy về báo với quý chủ nhân. Bảo vân mỗ đang có việc gấp không có thời gian mà đi gặp quý chủ nhân. Đoạn giật dây cương quay đầu, toàn bỏ đi. Xong bà lão bỗng hét to. Này, hãy khoan! Vân giật lòng ghim cương ngựa nói. Lão bà còn gì để nói nữa? Lão bà biểu môi. Đại chủ nhân bảo Vân Cung Chủ là một vị thiếu niên hào kiệt. Chẳng sợ sự gì mà cũng chẳng sợ ai. Nhưng mà theo lão thần thấy, thì nhận xét của tệ chủ nhân đã sai lầm rồi. Lão bà nói vậy nghĩa là sao? Lão bà cười khẩy. Tệ chủ nhân chỉ ở cách đây chừng một dặm đường. Vân cung chủ cưỡi thiền lý mã, dẫu rẽ sàng thì cũng chẳng mất bao lâu thời gian. Vân cung chủ bảo là không có thời gian, đó chẳng qua là việc lý do thoái thác hay sao. Vân Giật Long đanh mặt. Cứ cho là viện lý do thoái thác đi. Quý chủ nhân, ngay cả danh tính cũng chẳng chịu cho biết. Lại nấp trong khu mộ địa ở đằng xa hàng dặm đường. Thật là khiến cho Vân Mỗ chẳng có hứng thú chút nào. Đoàn toàn dục ngựa bỏ đi. Lão bà cười khảnh khách. <cười> vân Cung Chủ nói tuy là rất dễ nghe. Nhưng thật ra cũng là sợ hãi, không dám đi mà thôi vân giật long tức giận nói bệnh vân giật long này một ngựa một kiếm dọc ngang khắp trốn giang hồ sợ ai bao giờ đâu nghe đồn vân cung chủ trượng nghĩa thiên hạ thương người già cứu rút người nghèo bênh vực người bị hải hiếp thật ra đều là khoác lác cả thôi lão thần phụng mệnh chủ nhân đến đây chờ vân cung chủ đệ chủ nhân có bảo nếu vân cung chủ không đi qua đường này thì thôi còn như nếu mà có đi thì phải mời vân cung chủ cho kỳ được. Nếu không mời được thì sẽ chém đầu lão thần. Vân giật lòng thoáng ngẩn người, đoạn cười nói. Có lẽ lão bà đã cố biệt đặt đó thôi. Cho dù quý chủ nhân không thông tin đạt lý thì cũng không đến nỗi ngang ngược đến mức độ ấy. Sao lại giết bà chỉ vì không mời được khách? Lão bà giọng nghiêm túc tệ chủ nhân xưa nay nói một không hai, đã nói giả nhất định là thực hành. Nếu lão thần mà không mời được vân cung chủ, chắc chắn là không thể nào sống được nữa. Vân giật lòng chào mày, vậy là vân mỗ bắt buộc phải đi rồi. Lão bà rơm rớm nước mắt, lão thần đã nói hết lời, đi hay không là tùy vân cung chủ. Vân giật lòng khẽ thở dài, Ờ, thôi được rồi, Vân Mỗ sẽ đi gặp chủ nhân. Lão bà hãy tự đi một mình đi nhé. Dứt lời liền dụng ngựa phóng đi theo hướng chỉ của lão bà. Một dặm đường thoáng chốc đã đến nơi. Quả nhiên đã thấy một khu mộ địa hoang tàn hiện ra trước mắt. Khu mộ địa này rất là rộng, ít ra cũng hơn 10 mẫu, cây cỏ um tùm, rất là âm u hoang vắng. Vân Giật Long dừng ngựa bên ven rừng, lớn tiếng nói. Vị bằng hữu nào muốn gặp Vân Mỗ ở đây? Trong rừng chỉ có tiếng lá khua xào xạc, không có tiếng trả lời. <laughs> Vân Mỗ đã đến đây theo lời mời, nếu mà bằng hữu không chịu hiện thân, xin thứ cho Vân Mỗ phải đi ngay. Liền thì một chuỗi cười to vang lên, từ trong mộ địa bước ra hai người, một già một trẻ. Vân giật lòng bất giác giật mình, bởi chàng nhận ra hai người ấy chính là Vạn Lý Bình Quý Mộng Hùng và con trai của lão Quý Thế Phương. Hai người này đều bị Vân Giật Long chém đứt một cánh tay trái, dáng vẻ hết sức là thiểu não. Người lên tiếng cười chính là Quý Mộng Hùng. Lão ngừng cười, gần giọng nói. Vân Giật Long, con nhớ Quý Mộng Hùng này chưa? Vân Giật Long mặt sắc lạnh, buông giọng nhạt nhẽo. Tất nhiên, Vân Mỗ đâu có chóng quyền Dĩ nhiên là còn nhớ rất là rõ. Hôm trước, Vân Mỗ đã nương tay, chỉ lấy đi của hai cha con lão, mỗi người một cánh tay trái. Vậy là khoan hậu lắm rồi. Quý Mộng Hùng nghiến rằng, Vân giật lòng, sao ngươi không đến đây, sợ có mại phục hay là sợ hai cha con ta? Vân giật lòng tung mình xuống ngựa, vỗ vỗ cổ ngựa nói, Hồng Ảnh, hai người này muốn gây sự thì ta đành phải giải quyết dứt khoát với họ. Hồng ảnh, người hãy chờ ta một lát nhé. Đoạn cất bước đi vào rừng, dừng lại trước mặt của hai người. Quý Thế Phương bàn tay phải nắm chặt, nghiến răng nói. Vân giật lòng, hai cho con ta đã mang ơn người rất nhiều. Tuy chỉ mất đi một cánh tay, nhưng mà đã khiến cho hai cho con ta vĩnh viễn không dám gặp các vị bằng hữu giang hổ. Hơn nữa, một người mà bị mất đi một cánh tay, hẳn người có thể tưởng tượng được sẽ phải gặp biết bao nhiêu là gian nan. Thì ra hai cha con quý mộng hùng dáng vẻ hẹn như ăn mày, mặt mày đen đúa, áo quần rách dưới làm lũ. Đủ thấy cuộc sống của họ trong thời gian qua như thế nào. Vân giật lòng lạnh lùng nói. Vậy là hai cha con người mời Vân mộ đến đây để mà báo thủ chứ gì? Quý mộng hùng gần giọng quát. Vân giật lòng, ngươi biết vậy là tốt rồi trừ phi người tự động để mở lại một cánh tay trái. Bằng không, hôm nay người đừng hòng rời khỏi đây. Vân giật lòng chậm chậm quay nhìn bốn phía, đoạn cười nói. Hai người dám buông lời hống hách như vậy, hẳn là phải có hậu thuẫn. Nhưng mà vân mỗ vẫn chẳng thấy trong khu mộ địa này có gì để mà giữ vân mỗ lại được. Quý mộng hùng gầm vàng. Hừ, chỉ bằng hai cha con ta, mỗi người một tay mà thôi. Vân giật lòng cười khẩy. Rõ là mơ tưởng hão huyền. Vân mỗ cũng chẳng chấp làm gì. Thôi xin cáo từ. Hai cha con quý mộng hùng đồng thành quát. Hãy khoan. Vân giật lòng chững bước. Hai người hà tất nhất định phải tự chuốc lấy cái chết. Quý mộng hùng nghiêm giọng Hai cha con ta chỉ còn lại một cánh tay. Dĩ nhiên không thể nào đối phó được với viêm dương thất huyện trường cùng trích huyết kiếm và ánh huyết hoàn của người. Nếu người đừng sử dụng ba môn ấy là kể như là cuộc giao đấu công bằng. Vân giật lòng cười. Ờ, vậy thì dễ thôi. Hai cha con của lão đã đưa ra điều kiện ấy. Nếu như mà Vân mỗ không chấp nhận thì thật là khổ khăn tình người. Quý mộng hùng mắt phớt qua vẻ nham hiểm. Miệng nói vô bằng. Người hãy lấy trích huyết kiếm, ánh huyết hoàn xuống để qua một bên. Vân Giận Long cười khẩy. Ồ, được thôi, Vân Mỗ xin chiều theo ý lão. Đoạn liền tháo trích huyết kiếm và ánh huyết hoàn xuống, treo ở bên trên một cành cây. Sau đó, bước ngang ra xa vài trượng, lạnh lùng nói. Riêng viêm dương thất huyến trường thì không thể nào lấy ra được. Nhưng mà Vân Mỗ cam đoàn không sử dụng đến. Quý Mộng Hùng ngửa mặt cười vàng. Ồ, tốt, tốt lắm. Vân giật lòng, món nợ máu giữa chúng ta có thể thanh toán được rồi. Vừa dứt lời, cánh tay phải còn lại đã tung ra một quyền. Quý Thế Phương cũng chẳng chậm trễ, cùng Quý Mộng Hùng tiền hậu giáp công. Vân Giận Long ung dung lách người tránh khỏi, song trường phất nhẹ, hai luồng trường im lìm chia ra tấn công hai người. Hai cha con Quý Mộng Hùng như là đã luyện thành thạo chiến thuật hiệp công, cùng nhào lăn xuống đất, tránh khỏi trường phong của Vân Giật Long lăn tới hai bên của chàng. Vân giật lòng hết sức lấy làm lạ, nhất thời không hiểu được đó là lối đánh gì. Song chàng nghệ cao gan cả, đứng yên tại chỗ, chỉ cong lưng khom mình chộp vào cổ tay của hai người. Chàng xuất thủ nhanh như chớp và chiêu thức kỳ diệu, tin chắc hai người khó có thể tránh khỏi. Xong hai cha con quý mộng hùng chớ hề bận tâm đến thế chộp của Vân Giật Long cánh tay áo trái chống không bỗng vùng lên, liên tức thò ra một mũi kim thêu dài hơn thước. Thì ra hai cánh tay cụt của họ đã được gắn vào nửa khúc tay già và có lắp một mũi kim khéo tẩm độc. Hai người hết sức là thành thạo về tuyệt chiêu ấy, phối hợp với nhau rất là khít khao. Ngay khi 10 ngón tay của Vân Giật Long vừa chạm vào cổ tay của hai người, mũi kim tẩm độc vụt thò ra, chia nhau đâm vào hai cổ chân của Vân Giật Long. Vân Giật lòng võ công tùy cao Nhưng chàng không bao giờ lại ngờ như thế này Đến khi phát giác thì đã muộn Chàng chỉ cảm thấy hai bên cổ chân tề dại Công lực lập tức bắt đầu tiêu tàn Chàng bừng bừng lửa giận Một chiêu viêm dương thất huyễn trường Tức khắc tung ra Xong rất tiếc là đã muộn Hai mũi cương trầm đều tẩm tuyệt độc Theo máu nhanh chóng làn khắp người Viêm dương trưởng của chàng chỉ loang lên màu đỏ rồi tắt lịm ngay. Ngay sau đó, phịch một tiếng vàng khẽ, Vân Giật Long đã ngã lăn ra đất. Cha con Quý Mộng Hùng đứng lên, một tà một hữu, chậm chậm nhìn Vân Giật Long, cười vàng nói. Họ Vân kia, có lẽ ngươi không ngờ hôm nay lại gục ngã dưới tay của cha con ta. Vân Giật Long gắng gượng đề tụ một hơi chân khí, phong bế tâm linh, không để cho chất độc xâm phạm, vẫn giữ được tỉnh táo tức giận quát lên Quý Mộng Hùng Thủ đoạn của hai cha con người Thật là đề hèn vô sỉ Mặc dù hôm nay cha con người đã báo được thủ Nhưng mà chẳng chút quang minh Đó là điều nhục nhã cho cha con người Quý Mộng Hùng ngửa mặt cười vàng Vì mục đích bất tử thủ đoạn Hỗn hổ đối phó với kẻ mưu tàn như người Vân giật lòng Người hãy yên trí mà chờ chết đi thôi Vân Giật Long đã bị chất độc lan khắp tứ chỉ, lực bất tòng tâm, quả là đành nhắm mắt chờ chết. Quý Thế Phương tay phải rút ra một ngọn trùy thủ, khom mình nghiến răng nói. Vân Giật Long, hôm trước ta đã thề rằng, nhất định là phải đền trả trăm lần những gì mà người đã gây ra cho cha con ta. Giờ đây cái ngày ấy đã đến, người muốn chết như thế nào, hả? Vân Giật Long mắt nhắm lặng thình, chàng không còn hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Bởi trong tình thế này, không ai kịp lúc đến đây mà cứu chàng. Tuy là lòng của chàng vô cùng đau đớn, song chàng còn biết làm sao hơn. Chàng chỉ hối tiếc một điều, đó là thâm thù sự hận chưa được báo thù. Chàng nghĩ ân sư đã chọn lầm người. Chàng thật là có lỗi với ân sư và mối huyết thù ba đời của nhà họ Vân cũng sẽ mãi mãi bị chôn vùi nơi chín suối hai cha con quý mộng hùng mặt lộ vẻ cười đắc ý như là đang ngắm nhìn một con thú dãy ruột sắp chết vân giật lòng hai mắt nhắm nghiền răng cắn chặt chuẩn bị chờ đón một số phận bi thảm nhất quý thế phương cười dài nói phụ thần hãy hạ thủ trước đi quý mộng hùng mỉm cười phương nhi là người căm hận nhất hãy hạ thủ trước đi quý thế phương nghiến rằng Vậy thì hãy Nhi xin mạn phép. Đoạn cầm truy thủ quay sang Vân Giật Long quát. Vân Giật Long, hôm nay phải cho người nếm mùi ngàn dao tùng xèo. Trước hết ta chém người mười nhát, cắt hết mười ngón tay của người. Sau đó sẽ xèo nhỏ từng miếng một. Đoạn dơ cao truy thủ bổ xuống,